Hello, xin chào tất cả mọi người. Sẽ cho mọi người tô một bức tranh. Mình sẽ tìm sẽ vẽ rất nhanh, nhưng mà xin để mình điện tử. Ok. Đầu tiên là vẽ cái này. Nhìn xem biết cái gì đó đâu mọi người. Ok, mình tô nhé. Hello. Cái nó méo duyệt cái hơi xíu đó mọi người.
cày. Nhớ nó mới có thể người xem. Dạ. Dạ. Để em không biết nữa. Bay thăm. Ừ, chủ điểm rồi. Cày. Mà anh ta lấy nhiều gà. Đang cày, đang bài, bán tủ lạnh mà đang 6 group đéo đứa nào xuyệt. Kinh bán cái tủ lạnh. Bán được rồi, hết rồi, tủ còn gì đâu. Còn đồ ăn trưa nay em xử nốt rồi. Đừng cùng vậy. Đúng vậy. Bán đi. Bán tủ lạnh. Bán bao nhiêu? Tầm 1.3 triệu. Úi giời ơi, đi mẹ 200 cho còn chữa đến khuân chơi kìa. Gì trời. Tủ lạnh như nào? Tủ lạnh giống cái dạng bình thường mà hai ngăn bình thường mọi nhà hay dùng đấy á. Tủ lạnh đợt mua 1.5 triệu. 1.5 triệu, 200. Không, đặt đi. Thế được rồi. Không, 1.5 triệu là đợt đấy là mua ấy. Mua lâu chưa? Mới hả? Mới 2 năm trước. Mới chuyển về đây mới mua mà. Nói chung là không bán được giá đấy đâu. Không bán được kiểu... Vấn đề mình còn ghi giá đâu. Mình ghi ấy mà, bán thì mà. Và vấn đề nó đéo duyệt cơ, nó mới ảo. Mày... Mọi người chủ nó đéo duyệt. Chó được. Nhưng mà đưa đéo đéo duyệt. Chịu ơi. Mới đang bán tổ đây chứ có đang cái gì đâu. Nó duyệt thì nó còn được. Hạ sách phết nhỉ. Và video của mình đến đây kết thúc nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo. Bye bye.